Đền Thánh ngày rằm tháng 2 năm Đinh Hợi 1947. Hôm nay Bần Đạo giảng tiếp về Tam Bửu. Bần Đạo lần lượt giảng Tam Bửu trước là vì Đức Chí Tôn lấy bông, rượu, trà mà tượng hình ba thể chất tạo nên vạn loại. Chân linh mới thiệt là ta, còn chân thần là do tinh ba của vật khí biến hình. Chân linh ta mượn cơ quan hữu hình để thân mật cùng cả tạo đoan vũ trụ. Ta đến mang mảnh hình hài như thế này đặng chi? Nguyên do nơi nào mà đến? Rồi Bần Đạo lần lượt giảng vì sao mà phải tu? Tu có ích gì? Do nguyên lý nào mà phải tu? Bần Đạo sẽ giảng nguyên do con người là gì, rồi mới tiếp giảng đến cửu thiên khai hóa. Đức Chí Tôn tạo bát quái đài là gì? Bây giờ Bần Đạo giảng về Tam Bửu. Ba cơ quan tạo nên hình thể con người. Chân linh ta do nguyên khí mà có. Nguyên khí là tiên thiên khí. Chân thần do hậu thiên khí kết thành. Còn xác thịt thì do vật chất mà nên. Hỏi vậy ta muốn sống đây do cơ quan nào? Ấy là nhờ chân linh mới có sự sống. Chân linh có một quyền năng vô đoán, chưa có khoa học nào tra cứu rõ thấu được. Cái quyền năng của nó là do Đức Chí Tôn ban cho. Quyền năng của chân linh không giới hạn. Nó là quyền năng bảo trọng đường sống của vạn loại, của xác hình. Chân thần là hậu thiên khí, nó bảo trọng vật chất khí. Trong ba khí chất ấy tạo ra hình hài chúng ta. Chân linh là nhất điểm linh quan do Chí Tôn mà có để bảo trọng cái sinh mạng, cái sống của thi hài. Đến ngày giờ nào niên kỷ đã định kết thối sanh quan rồi, thì cái quyền năng ấy ra khỏi xác, thì xác phải hoại. Chúng ta gọi là tử. Ấy vậy, ta thử kiếm coi tiên thiên khí, hậu thiên khí và vật chất khí là gì. Chúng ta sẽ thấy bất kỳ vật hữu hình nào cũng có ba thể chất. Vật chất thì mắt ta thấy. Mùi vị là hậu thiên khí, năng lực là tiên thiên khí. Ba khí chất này tạo ra hình hài của con người. Vật chất, mùi vị, năng lực thế nào thì loài người thế ấy. Vì chúng ta thấy một hột gạo nấu ra cơm, ăn cơm để lấy cái tinh ba của nó là hậu thiên khí phục nguyên khối sanh quan của ta được tồn tại. Tinh ba của vật chất, nó vào mình làm cho xác hài có năng lực tráng kiện. Ta thấy khi bủng rủng tay chân là do thiếu sanh khí đó vậy.
chân thần là hậu thiên khí. Ta không thấy, mà chớ nên tưởng rằng không có. Ta ăn hột cơm vào bụng, lọc lấy cái tinh ba là huyết khí để nuôi lấy khối sanh vật này. Ta biết có mà không thấy được. Chân thần chúng ta, thiên hạ kêu là phách, vía, cả thảy đều có. Người hay sợ ma là tại sao? Vì họ thấy hình ảnh của khí chất biến hình, năng minh năng ẩn, mà sự ẩn hiện ấy lấy làm lạ và trái với mắt phàm thường thấy, nên làm cho họ sợ. Khi ta thấy một vong linh hiện hình mà ta có phước gần gũi đặng, họ sẽ thương yêu mình hơn kẻ phàm lắm vậy. Kẻ phàm mang sát hài hay có thất tình lục dục, nên có sự phân cách về thể chất hữu vi, làm cho thiếu sự thương yêu vì ta sợ. Ngày nào ta về cảnh vô hình, sống trong khối tạo đoan, chừng đó ta mới biết đạo là có phận sự bảo trọng chúng sanh, khuyên lơn dạy dỗ và dục thúc cho các đẳng linh hồn tăng tiến trên đường tấn hóa. Ta chỉ đặng phép thương yêu binh vực, chứ không ai đặng mưu hại dục hư. Phần đạo giảng cõi hư linh, nếu ta đạt pháp xuất ngoại sát thân, tương hội cùng các bạn cõi vô hình, thì ta thấy khác hẳn theo tánh chất phàm tâm tưởng tượng. Cõi hư linh, các bậc cao trọng, thánh, tiên, Phật, chỉ có mơ ước thiết thực nhất một điều, là làm thế nào giúp ích cho chúng sanh. Các đấng ấy rất may mắn gặp những dịp để an ủi tâm hồn chúng ta hằng giờ, hằng buổi, không thiếu tình thương. Chúng ta đến làm người, cốt yếu đạt cho được cơ tạo đoan, trở nên chí linh chí thánh. Một kiếp học thêm một bậc, để ngày kia mong mỏi làm trời. Các bạn biết Phật Thích Ca xưng là Bổn Sư, người tu gọi là Thầy. Nếu các chân linh ấy gặp được, thấy được, gần được Phật, thì đối với Phật không ngoài mức bản thân ái. Ở thế này, dầu một vị Phật cũng không chê ai, không hạng nào chê, hạng nào khen. Vì Phật đã biết con đường đi trước kia, dầu ai phàm, dầu ai lạc hậu cũng tới sau. Họ chỉ biết một điều là chỉ từ nẻo quanh co, vui vẻ chỉ cho bạn đi cùng đường đạt lên Phật vị. Họ không dám chê ai, chẳng phải đối với loài người mà thôi, mà đối với tất cả vạn loại chúng sinh, chỉ là anh em còn lạc hậu đó vậy. Con vật mà ta thấy bị giết được là vì nó vô cô không phương bảo vệ. Ngày nay giết nó mà ăn thịt, biết đâu sau này các bạn lạc hậu ấy tiến hóa đến phẩm người trở lên, rồi chúng ta sẽ gặp nó bên mình. Khi ấy nó ngó ta mà cười và hỏi: xưa kia Đức Phật có ăn tôi một lần. Nghĩ tưởng
chẳng gì sĩ hổ thẹn thuồng bằng. Thế nên ta phải ăn chay. Chưa có ai nhẫn tâm giết người đặng ăn thịt, cũng không có ai đặng quyền giết các bạn lạc hậu ấy để ăn. Ta đến đây làm bạn cùng vạn vật chúng sanh. Vạn vật giúp ta học cho thấu đáo quyền vi cơ đạo, tạo chí linh nối nghiệp Đức Chí Tôn. Thầy có nói, thầy dành sẵn gia nghiệp phẩm vị cho chúng ta, thầy không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ nào từ bỏ. Bởi đại từ phụ mà không tin sao? Ông cha phàm kia còn yêu ái con, trước buổi nhắm mắt còn tính để lại cho con một phần gia nghiệp hương quả. Một điều là ông cha phàm làm với phạm vi nhỏ, phương pháp nhỏ theo phàm. Còn ông cha thiên liêng không lẽ thua ông cha phàm? Thầy nói, thầy dành sẵn gia nghiệp ngôi vị thì thầy không có quyền cho kẻ khác, trừ khi mình bỏ. Bần đạo tưởng, nhất là phái nam, thanh niên vũ chức, nếu mấy em biết cơ quan ấy, thì không hạnh phúc nào hơn dám quỷ mình vì Chí Tôn. Bần đạo dám chắc thầy không hề chịu thiếu ai, và thầy không hề quên mối nợ tình ái của con cái ngài. Nếu thầy không thường món nợ ấy, thì hộ pháp hứa sẽ tái kiếp luân hồi bồi thường cho đủ. Vì những kẻ dám đem mình làm tế vật cho thầy để lập nên một quốc gia thiên định tại thế này, bần đạo chấp quốc gia ấy phải thành. Đức Chí Tôn tạo cho con cái của ngài một cửa nhỏ, tuy khó đi, mà bần đạo chắc rằng những hạng con cái dám chết vì ngài, thì chúng nó dám đạp văng cửa ra, chúng nó đi sấn đến. Nếu chúng ta có con mắt thiêng liêng, ngày nào họ đi ngang qua thì họ sẽ thấy các đấng dầu chư thần thánh tiên Phật, tức là các chân linh cao trọng cũng phải cúi đầu. Thầy sẽ trả bao nhiêu món nợ tình ái của con cái của ngài thì không biết, chứ không khi nào Đức Chí Tôn trả cho một, mà phải trả nhiều hơn là hẳn vậy. Xin cho toàn đạo nam nữ sao lục nguyên văn để phổ thông chân lý.